Thanh chi thọ hề lại quy bao, trở lại tiên ban mạng hảo lòng vui. Ngõ hầu tuy cơ diệu nương, mau nhất nhật tiền lại, đến nơi kim kỳ thánh thọ cho ai gia thì bao. Hạnh chân của kim kỳ khảnh thọ, định chân thần ta tìm đó nơi tiên văn. Sắc quyền gì âm hào ta thấy rõ ràng, hồi nay cũng đúng nhất kỳ kim giai chi độ. Các con có làm tròn xong những gì ta trao gửi, và khá giữ gìn nơi chôn cung di? Dạ, trên bà đạo chỉ phán chúng con, lời dặn đó không bao giờ sai dạy. Dạ, chúng con vẫn làm tròn trách nhiệm mà. Vậy à? Dạ. Vậy còn chịu nương? Dạ. Dạ, trên lão hổ dặn sao con nào dám đơn sai. Dạ, con gìn giữ như là báo vật. Hay lắm. À thôi thì kiếp đầu trưởng lông bao kỳ hiển lệ, dập trưởng kim dây phổ tây đến nơi, để cho ai gia khánh thọ hà thời, nơi diêu cảnh kiếp giờ đại lợi. Dạ, con chấp lời lão hổ. Dạ, lão hổ ơi. Dạ. Dạ, tôi lão hổ. Lão hổ giờ giao cho con lông đầu trưởng, con giữ gìn cẩn thận. Con, mà bây giờ nó đã. Đã. Dạ thế nào? Dạ đã bắt về lão hổ ơi. Dạ. Dạ. Mất rồi. Dạ lão hổ ơi, dạ để con vô, con tìm lại coi, coi em con để đâu. Dạ, ở đó xem đâu. Dạ lão hổ đợi con chút. Nội ta tin tưởng đôi trẻ,
đạo hạnh siêu tầm hiện vẽ mới trao gửi bao thần. Vậy mà bây giờ đây gọi tình ấy cho ai hiểu trong tay thay gia là diệu chi linh, tội này nếu xét suy theo luật thiên đình, lão ngủ án đã ngủ lôi chân tử e rằng bỏ thuốc. Nhưng dù thế nào cũng là tiên bang đệ tử, tiếp cơ thì diệu nương cùng chấp thủ giữ gìn. Thôi được, ta sẽ cho đôi trẻ ở chung thiên đình lập công mà chuộc tội tiền ra báo. Nhưng được trần thế rất nên hiểm trợ, một chuyến đi biết có thể về không? Các con xuống thế gian chớ có lạc lòng, điều sân hận và đố kỵ cõi lòng đến diệt bỏ. Tuyết cân dạ diệu dạ ra đi thì chớ quên mấy chữ tâm tình. Oh,
lâu mong. Này hai con già, nơi thấy chồng con khá tiền tâm, mà giữ cho tròn một nỗi thâm ân, để coi lòng ta không quyến luyến xa vời. Mộng định lúc chờ ngày trẻ về
chứ. Em tốt lắm chứ? Dạ. Sao lúc nào lão mẫu cũng quan tâm tới em, không bao giờ nghĩ tới tiếng đưa trên lớp trời á. Chị Thúy Cơ à, em nói chị nghe nè, bây giờ chị em mình được phân biệt, miễn sao tìm lại báo linh đem về chốn thiên đình để dâng lên lão mẫu nha. Chị em có thấy đâu. Dạ. Diệu nương xanh xác trong tay mẹ Huyền giấu lại, không biết yên ngọc để mà xuống trần tìm lại báo vật đem về, mà cũng chính do em giữ trong tay chưa nào đưa tới. Cho em có bước, em có còn nhưng ta thời mẹ chẳng nghĩ gì, thì làm sao mà ta không buồn cho được. Yêu thương ơi em nghĩ lại vui, có buồn giấc yêu em thương ơi. Xin thấy đâu nhằm thơ ta đóng chân thiệt thi nghe đến giấc tông. Một hướng bảo vật em giữ bên mình, ngọc đó em. Dạ, thôi bây giờ nè, giờ tập gấp mất rồi. Bây giờ chị em mình đi kiếm thần thú để đem về để chốn thiên đình nha chị. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ em đi trước đi nha. Em đi nha chị. Đúng. Dạ. Diệu nương, lúc nào nàng cũng hơn ta, chỉ không có khách nào ta đoạt lấy ngọc vào tay. Mẹ ơi, sao mẹ thương chẳng khó thương hay, mà mẹ nghĩ khó Diệu nương trong mắt của mẹ. Thôi được rồi, nàng hãy xem đây, đợi đem tin lành để đến, đem vật ấy về tiếng khung, em hãy trong mắt xem Diệu nương.